Athena và hành trình An Yên xin gửi tới bạn lời chào thân thương nhất. Có một vấn đề mà rất nhiều người trong số chúng ta thường gặp phải, đó là vô số khoảnh khắc trong cuộc sống chúng ta bị đắm chìm trong sự so sánh, thèm khát, đố kỵ và mong ước rằng giá như mình được như người này, người kia, giá như mình có thể làm được những gì họ đã và đang làm, giá như mình được thành công như họ, hay có được người bạn trai, bạn gái xinh đẹp như họ đang có được cuộc sống hạnh phúc như họ có được thu nhập tốt như họ, được đi đây đi đó như họ, hay là có được danh tiếng như họ có, vân vân. Người đó có thể là một người nổi tiếng như là ca sĩ, diễn viên, MC, hay một người được số đông ưa chuộng, có rất nhiều fan trên Facebook, Instagram, YouTube, vân vân. Hay một người được ngưỡng mộ, được yêu ái bởi vì tài năng và năng lực của họ, như một người đồng nghiệp trong công việc, hay một người bạn mà bạn biết đến, hay một người quen mà bạn hay nghe nói đến. Đó cũng có thể là một người được yêu thích sủng ái bởi chính đối tượng mà bạn đang thầm yêu trộm nhớ. Cũng có thể đó là một người xa lạ, được sống ở một căn nhà đẹp như mơ giữa một xứ sở tuyệt đẹp. Hay đó đơn giản chỉ là một người mà bạn biết đến rất hòa đồng và được rất nhiều người yêu mến. Những cái suy nghĩ, những cái sự so sánh thèm khát đố kỵ này, nó ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào? Thế thì chúng ta cần lưu ý đến những cái vấn đề mà những suy nghĩ này nó có thể tác động đến cái cảm nhận của chúng ta về chính bản thân mình và về cuộc sống của mình. Những suy nghĩ đó có thể dẫn đến những diễn biến tâm lý tiêu cực, và từ những diễn biến tâm lý tiêu cực đó có thể dẫn đến những suy nghĩ, lời nói, hành động mang tính cục bộ và tiêu cực. Từ sự choáng ngợp, ngỡ ngàng, ngưỡng mộ ban đầu, chúng ta có thể là không để ý và không có nhận biết được, nhưng thường cái cảm giác này lại dẫn đến sự thèm khát, đố kỵ, ghen tị, bởi vì ở đâu đó trong lòng mình, bạn cảm thấy thua kém và thất bại. Dù là cảm giác đó rất vi tế, mà chúng ta đôi khi không hề nhận ra, mình vẫn cứ nghĩ rằng mình thực ra chỉ là ngưỡng mộ và choáng ngợp trước cái sự hoàn hảo mà mình nhìn thấy ở cái người đó thôi. Nhưng thực ra trong lòng chúng ta dần dần có cái sự ghen tị, đố kỵ rất là vi tế đó. Và từ đó dẫn đến cảm giác tự ti về bản thân mình, chán nản và bất mãn về cuộc sống của chính mình. Và đi xa hơn, những cái diễn biến tâm lý này có thể dẫn đến những lời nói, những suy nghĩ và hành động một cách cố ý hoặc là vô thức thôi, để mà nhằm chà đạp và dìm họ xuống, để trong một khoảnh khắc nào đó bản ngã của mình cảm thấy như là được bẩy lên ở một vị thế cao hơn, và nhờ đó mà cái lúc đó mình cảm thấy dễ chịu một cách nhất thời bởi cái sự hả hê tự mãn của bản ngã vào lúc đó. Sự mường tượng và hình dung của tâm trí về cái sự hoàn hảo và sự tuyệt vời mà mình nhìn thấy ở người khác đó thực ra chỉ là dựa trên những thông tin hữu hạn mà chúng ta có. Những thông tin một chiều khiến cho bạn tin rằng cuộc sống của người đó rất hoàn hảo. Và bởi tin vào cái sự hoàn hảo đó dựa trên những gì mà ta thấy, những gì ta được nghe, được biết đến, ta cảm thấy như là cuộc đời mình là một bức tranh tương phản, đối lập với những gì họ có. Hay là mình nhìn thấy cái cuộc sống của mình sao lại không hoàn hảo, không như ý đến vậy. Bởi vậy mà cái cảm giác bất mãn về cuộc sống và bản thân mình ngày càng trở nên mạnh mẽ. Và cảm giác tự ti về bản thân, rồi bất mãn về cuộc sống mà mình đang có, nó có thể trở thành mãn tính. Và khi mà nó trở thành mãn tính rồi, chúng ta có thể thậm chí là bỏ cuộc, không còn nhiệt huyết, không còn niềm tin và nỗ lực trong cái công việc mà mình làm, những dự định, sở thích, đam mê của bản thân mình. Mình không còn tự tin và không còn nhiệt huyết mà duy trì và phát triển chúng nữa. Những gì mình đang làm, đang sống với, đang theo đuổi, cảm thấy như là nó không được như người ta, không hoàn hảo, không nổi bật, không tốt đẹp, không thành công như họ. Và vì vậy mà cuộc sống của mình cảm giác ngày càng trở nên bế tắc và vô nghĩa. Và dần dần chúng ta không biết mình nên làm gì, không biết điều gì mới là phù hợp với mình. Khi mà chúng ta cứ ngày ngày nuôi dưỡng những suy nghĩ rằng bản thân mình kém cỏi, mờ nhạt, không ai biết đến mình, không ai hiểu mình, không ai quan tâm đến mình,
cuộc sống của mình thật là vô nghĩa, vô vị. Đây là những nguyên nhân chính yếu dẫn đến trầm cảm và sự vô định giữa những lựa chọn của cuộc đời. Vì sao mà chúng ta lại cứ hay thèm khát cuộc sống của người khác như vậy? Nếu như bạn ngẫm nghĩ thật kỹ thì bạn sẽ thấy rằng là rốt cuộc nguyên nhân là bởi vì chúng ta trong sâu thẳm đều khao khát được quan tâm chú ý, khao khát được ghi nhận, nhìn nhận, được trân trọng, yêu thương bởi số đông, và đặc biệt là bởi những người mà ta mong muốn sở hữu sự quan tâm yêu thương từ họ dành cho mình. Sự thèm khát và đố kỵ mà ta có với một ai đó luôn xuất phát từ niềm tin của chính ta rằng họ nhận được chính xác những điều mà chúng ta khao khát đó. Và bởi thế, ta mong ước được như họ, mong ước được sống một cuộc đời như họ, bởi vì ta tin rằng khi mà được như họ, ta sẽ đạt được những điều ta mong muốn. Đó là mình sẽ được quan tâm, được chú ý, được nhìn nhận, ghi nhận, được trân trọng, yêu thương bởi mọi người, bởi cộng đồng, bởi số đông, và đặc biệt là bởi những cái người mà chúng ta mong muốn có được sự quan tâm yêu thương từ họ. Nhưng những niềm tin đó có thực sự đúng và toàn diện hay không? Đây là câu hỏi mà bạn cần tự vấn chính mình mỗi khi mà bạn nhận biết được rằng mình đang bị chìm đắm vào vòng lặp của sự so sánh bi quan và thèm khát một cuộc đời của người khác đó. Những lúc như vậy, chúng ta cần tự hỏi mình câu hỏi đó. Niềm tin của mình rằng là họ thật là hoàn hảo, cuộc sống của họ thật tuyệt vời, họ thật là may mắn, mọi thứ thật là thuận lợi, rồi họ thật là hạnh phúc. Cái niềm tin đó có thực sự đúng và toàn diện hay không? Chúng ta cần nhắc mình về những góc cạnh của vấn đề mà ta không có nhìn thấy, để chúng ta có thể nhìn cái vấn đề một cách chân thực và toàn diện hơn, không còn là sự đánh giá một cách cục bộ, một chiều. Chúng ta cần nhắc mình rằng phía sau những điều mà tưởng chừng như rất hoàn hảo trong cuộc sống của người khác, những con người đó thực ra cũng như mình mà thôi, như bạn mà thôi. Một con người luôn khao khát được quan tâm chú ý, được nhìn nhận, ghi nhận, được trân trọng yêu thương. Một con người bình thường sống giữa thế giới này với những trải nghiệm thăng trầm, với những nỗi đau trong nội tâm, những lúc sóng gió, những chặng đường đầy thử thách trong các mối quan hệ, hay những khó khăn về điều kiện hoàn cảnh sống, dù nặng dù nhẹ, dù ít dù nhiều, nhưng chắc chắn là có. Mà thực ra nặng nhẹ ít nhiều lại không có thang bậc quy chuẩn nào cả, mà là do mỗi người tự định mức mà thôi. Nên có thể đối với bạn, trong con mắt của bạn, cuộc sống của họ trông rất là dễ chịu, êm đềm, viên mãn. Nhưng thực ra bạn chỉ được nghe, được thấy một phần nào đó, một góc cạnh rất nhỏ nào đó của toàn bộ những gì mà họ đã và đang trải qua trong cuộc sống của họ mà thôi. Thế còn với họ, những sóng gió thăng trầm mà họ đã và đang phải trải qua, mà thường là bạn không hề hay biết, lại là cả một chặng đường rất dài, đầy gian khó và không ít những nỗi đau và tổn thương, và có những vết sẹo mà họ cũng có thể đang phải nỗ lực để chữa lành. Có thể ngoài kia, ở đâu đó, có một người nào đó, hoặc một vài người, dù ít hay nhiều, có lẽ lại đang và đã nhìn bạn như cách mà bạn đang nhìn những người mà bạn khao khát trở thành đó. Cuộc sống luôn ngập tràn những điều tốt đẹp, và những mối liên hệ giữa người với người luôn ẩn chứa những tình cảm thiêng liêng. Có lẽ bạn đã và đang lướt nhìn cuộc sống của chính mình và những mối quan hệ mà mình đang có. Mình bỏ qua những điều tốt đẹp và những yêu thương đó, mà chỉ nhìn vào những gì không hoàn hảo, những gì không như mong muốn mà thôi. Vì vậy, nếu như khi bạn nhìn sâu vào chính cuộc đời mình, bạn sẽ đến lúc nhận ra rằng mình đã và đang chú tâm quá nhiều vào những điều không như ý, không như mong muốn, không được như những gì mà bản ngã của mình kỳ vọng, và tự mình gán cho cuộc sống của mình cái nhãn hiệu hay là cái nhận định rằng nó không hoàn hảo. Đừng nhìn vào những gì hiển lộ ở tầng bề mặt của cuộc sống của người khác và rồi khao khát được như họ, bởi vì đó chỉ là sự mường tượng trong tâm trí của bạn về một cuộc đời hoàn hảo khi mà bạn không thực sự trải nghiệm nó mà thôi. Nếu bạn trở thành chính xác những người mà bạn mong trở thành, những người mà bạn nghĩ rằng họ đang sống một cuộc đời viên mãn, hoàn hảo, hạnh phúc, tuyệt vời,
bạn vẫn sẽ tìm ra và đau đáu bởi những điều không hoàn toàn như ý muốn trong cái cuộc sống mà tưởng chừng như rất hoàn hảo đó. Dù có đạt được những điều mà bạn nghĩ rằng nó sẽ làm cho mình hạnh phúc viên mãn trọn vẹn, dù có đạt được những điều mà người khác đạt được, dù bạn có sống trong cuộc sống của họ, thì bạn vẫn sẽ thấy những điều không hoàn hảo. Bởi vì niềm tin về sự thiếu thốn và không hoàn hảo, không đủ đầy, nó vẫn còn nguyên trong tâm trí của bạn. Vì vậy, đừng mất thời gian xây đắp và đuổi bắt những hình dung không có thật về một cuộc đời mà bạn cho rằng lý tưởng. Hãy bắt đầu sống cuộc sống của chính mình và trân trọng những gì mình đã, đang và sẽ trải nghiệm trong cuộc đời mình với một tâm thế rộng mở, lạc quan, vui sống. Hãy trân trọng những gì mình đang có và yêu thương những người đang ở bên mình. Chúc các bạn luôn tỉnh thức và an nhiên.